Xin chào các bạn, đây là Bose Quiet Comfort 35 thế hệ thứ 2. Đây là hình ảnh của chiếc tai nghe và như các bạn có thể thấy mình phải nói như thế nào nhỉ? Nó khá là cũ, mình xài từ cũ đi ha. Nhưng mà vẫn rất là đẹp. Bởi vì Bose thì dường như họ không thay đổi nhiều về cái thiết kế. Đây là một vài thông tin chi tiết về cái chiếc tai nghe ở mặt sau. Họ in theo rất là nhiều thứ tiếng, 6 thứ tiếng, từ tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Italia, tiếng Thụy Điển. Một cái chiếc tai nghe được gắn cái mác MFI, tức là làm cho các sản phẩm của Apple. Đó, bây giờ thì mình sẽ khui cái chiếc tai nghe này ra và nói kỹ hơn với các bạn. Chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành để nó qua một bên. Mình sẽ lấy cái chiếc tai nghe ra trước và giới thiệu với các bạn trước khi nói về cái phần phụ kiện của nó. Cái hộp của Bose thì được đóng rất là truyền thống, tức là hầu hết các sản phẩm của Bose, sản phẩm nào cũng được bọc giấy trắng bên ngoài, bên trong là một cái hộp đen. Đặc biệt là một cái sản phẩm cao cấp như Bose QC35 thì sẽ có thêm một cái hộp đựng bằng vải màu đen nữa. Cái hộp này rất là cứng, bên trong thì không biết là được làm bằng chất liệu gì nhưng mà được vọc một lớp vải bên ngoài, trong này là vải nhung còn bên ngoài là sẽ da, bằng da bằng da. Sờ lên rất là thích nha. Logo của Bose được làm in chìm màu đen. Đó, mình sẽ lấy cái nhân vật chính ra và giới thiệu cho các bạn sơ qua trước khi nói về các phụ kiện của nó. Đây là Bose QC35 thế hệ thứ hai, một cái sản phẩm mà mình rất rất thích ở thế hệ thứ nhất hồi năm ngoái. Và như bạn có thể thấy là nó hầu như không quá khác biệt nhiều so với Bose 35 thế hệ thứ nhất. Chúng ta vẫn sẽ có một cái headband ở đây được làm bằng kim loại kết hợp với ni lông, sờ vào cho cảm giác rất là cứng cáp luôn. Đó, mình gõ để cho các bạn có thể thấy được cái độ hoàn thiện của nó tốt như thế nào. Cái phần khung của nó khi mà kéo ra kéo vô, như các bạn có thể thấy là nó kéo theo từng nấc từng nấc từng nấc rất là đã luôn. Đó, ở bên trên cái phần headband á thì được làm bằng da, trên này là bằng da nè, sờ vào một lớp da mỏng. Mình không dám chắc là cái lớp da này nó là bằng da gì, nhưng mà theo như mình thấy nhiều người sử dụng cái chiếc Bose QC35 thế hệ đầu thì cái lớp da của họ trên này khi mà cầm vào sau 1 năm vẫn rất là đẹp, rất là tuyệt. Ở bên dưới này thì nó sẽ tiếp xúc với chính cái phần đầu và phần tóc của chúng ta, cho nên là nó rất là quan trọng. Theo mình là nó rất là quan trọng, cho nên là Bose đã bọc lại cái chiếc QC35 này một cái lớp vải vải Alcantara được làm cùng tông màu xám, trùng màu với cái tai nghe luôn, rất là đẹp, sờ rất là êm, rất là mịn. Mà để mình bóp cho các bạn có thể thấy được trên hình đó, nó sẽ không làm đau cái phần đỉnh đầu của bạn trong một thời gian dài khi đeo. Mình sẽ lần lượt giới thiệu các chi tiết nhỏ nhỏ trên cái phần ear cup. Đầu tiên chúng ta sẽ có một nút nguồn. Đó, cái nút này thì mình có thể bật tắt qua lại và kéo sang để pair Bluetooth. Khi mà tắt thì nó sẽ có một cái màu đỏ ở đây. Còn khi mà chuyển sang bật thì cái nút này nó sẽ chuyển sang màu xanh. Chúng ta sẽ có một cái mic đó dùng để thu âm. Ở bên dưới này thì chúng ta sẽ có cái phần control media của nó, tức là bạn sẽ có hai phím tăng giảm âm lượng. Một cái phím này để sử dụng với có thể một cái phím này các bạn có thể dùng để dừng hoặc là chơi nhạc hoặc là sử dụng các trợ lý ảo như là Google Now, Siri. Bây giờ đây thì Bose đã tích hợp vào trong cái chiếc tai nghe của họ rất là nhiều công nghệ hiện đại và nó đã giúp cho chúng ta có thể khi vừa ngồi mà cách xa cái điện thoại, các bạn có thể vẫn giao tiếp được với những trợ lý ảo, vẫn ra lệnh bằng giọng nói, vẫn có thể điều khiển mọi thứ trong nhà, ví dụ smart home, vân 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 vân. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái đèn Bluetooth, khi mà mình bật lên thì cái đèn Bluetooth sẽ nhấp nháy, một cái đèn báo hiệu thời lượng pin, khi mà pin sắp hết á, thì nó sẽ đỏ lên cho các bạn. Một cổng sạc micro USB, khá đáng tiếc là Bose vẫn sử dụng cổng sạc micro USB, trong khi những cái đối thủ của họ, đặc biệt là B&O đã sử dụng cái cổng USB-C rồi. Một cái logo NFC ở đây. Ở bên trong này, ở bên trong cái củ tai á thì chúng ta sẽ có hai cái ký hiệu chữ R và chữ L rất là to, tức là bên trái và bên phải. Cái phần ear cup này á
thì nó vẫn được bọc da rất là mịn màng đó. Nếu các bạn có thể thấy cái phần lớp da này nó cũng mỏng mỏng y chang như lớp da bên trên, à không, dài hơn một tí xíu, dài hơn một tí xíu. Hãy nói tới tính năng mà mình thích nhất trên Bose QC35, tức là Bose vẫn giữ nguyên vẹn cái công nghệ khử ồn trứ danh của họ hồi năm ngoái, và thậm chí là mình cảm thấy nó còn tốt hơn. Vì sao? Bởi vì họ đã tích hợp một cái nút action ở phía bên này, tức là cho phép bạn điều chỉnh cái mức độ khử ồn ở ba cái mức độ khác nhau. Một cái mức độ 2 thì nó sẽ cho ra được cái độ khử ồn tốt nhất, tức là khi bạn đeo tai nghe vào, bạn bật âm lượng mức độ trung bình thôi là bạn đã không hoàn toàn không nghe thấy những người xung quanh bạn nói cái gì rồi. Khi mà bạn muốn nghe được một tí xíu thì bạn có thể hoàn toàn chỉnh về mức low, còn bạn muốn tắt nó đi thì bạn có thể tắt cái tính năng khử ồn luôn, tức là bây giờ bạn đeo tai nghe vô bạn vẫn có thể nghe được những người xung quanh nói chuyện khá là rõ. Thì mình đề cao cái tính năng này của Bose, tức là bây giờ họ đã không còn chống ồn một cách rất là tiêu cực khi áp dụng đối với người dùng nữa, tức là họ đã để cho người dùng tự điều chỉnh cái mức độ khử ồn của chiếc tai nghe này. Bên cạnh đó thì khả năng chơi nhạc của Bose vẫn rất là ổn. Thời gian chơi nhạc của nó là 20 tiếng liên tục. Một cái thời gian theo mình nghĩ là có thể gọi là đứng thuộc dạng hàng top trong những cái chiếc tai nghe không dây chống ồn chủ động như thế này. Và nếu mà bạn sạc 15 phút thì bạn đã có thể nghe được khoảng độ 2 tiếng rưỡi cho tới gần 3 tiếng. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái cổng AUX 3.5mm nữa. Và khi mà hết pin thì các bạn hoàn toàn có thể cắm cái dây vào và nghe nhạc trực tiếp từ cái chiếc tai nghe này. Và khi đó thì cái tính năng chống ồn coi như đã mất đi. Cuối cùng thì vẫn giống như cái thế hệ đầu tiên, Bose vẫn trang bị cho Quiet Comfort 35 thế hệ thứ 2 một cái app đi kèm là Bose Connect. Bạn có thể điều chỉnh được khả năng chơi nhạc, khả năng chống ồn, tất cả mọi thứ về cái chiếc tai nghe này ở trên cái ứng dụng đó. Trước khi kết thúc video thì mình như đã hứa sẽ giới thiệu cho các bạn sơ lược về một chút về cái phần phụ kiện mà khi mà bạn mua cái chiếc tai nghe này bạn sẽ nhận được. Đầu tiên là một cái sợi dao AUX như mình đã nói, được làm bằng cao su. Nó dạng hình tròn, không có chống rối, nhưng mà cái lớp cao su này của nó mình chạm vào thì thấy nó khá là tốt, tức là nó sẽ không bị quá rối và các bạn có thể gỡ ra được nếu mà nó lùm xùm vào với nhau. Cái dây được làm màu xám trùng màu với tông màu của chiếc tai nghe luôn. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây micro USB, mình nghĩ là như vậy. Đúng rồi, một sợi dây micro USB được làm màu xám trùng màu với cái tông màu của chiếc tai nghe luôn. Đó là tất cả những gì bạn nhận được khi mà mua cái chiếc Bose Quiet Comfort 35 thế hệ thứ 2. Và mức giá của Bose đưa ra cũng rất là dễ chịu, 8.990.000, tức là bằng với Bose QC35 thế hệ đầu tiên. Và mọi thông tin chi tiết về cái chiếc tai nghe này mình đã có để bên dưới phần description, các bạn có thể vào đó tham khảo hoặc là vào chuyên trang mangnguyen.vn/Bose để có thể xem thêm những cái sản phẩm khác tới từ hãng âm thanh danh tiếng của Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.